Quý vị đang quay trở lại với bản tin tối ngày 28 tháng 7 trên kênh FBNC. Thưa quý vị, Tòa án tối cao Malaysia vào hôm 28 tháng 7 cho biết phiên tòa xét xử hai nữ nghi phạm ám sát ông Kim Jong Nam, người được cho là anh em cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, sẽ diễn ra vào đầu tháng 10 tới. Hai nghi phạm giết chết công dân Triều Tiên Kim Jong Nam được xác định là một công dân nữ người Indonesia tên Siti Asa, 25 tuổi, và một công dân Việt Nam tên Đoàn Thị Hương, 28 tuổi. Tòa án tối cao Malaysia cho biết, phiên tòa xét xử hai nghi phạm nói trên sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 10 tới đây. Nếu bị kết án, hai nghi phạm này có thể phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình. Cả Đoàn Thị Hương và Siti Asa đến nay vẫn đều khẳng định mình vô tội. Siti Asa và Đoàn Thị Hương bị cáo buộc đã tham gia vào vụ ám sát ông Kim Jong Nam, người được cho là anh em cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, bằng chất độc thần kinh tại sân bay Kuala Lumpur vào ngày 13 tháng 2 năm nay. Tuy nhiên, chính quyền Bình Nhưỡng đến hiện tại đã bác bỏ mối quan hệ huyết thống giữa nạn nhân với lãnh đạo Kim Jong-un, đồng thời xác nhận đây là một công dân Triều Tiên tên Kim Chu. Theo nghiên cứu mới đây, thì số lượng tin tặc từ Triều Tiên tấn công vào các hệ thống ngân hàng ngày càng nhiều hơn trước. Đây được coi là cách duy nhất để tăng ngân sách cho chính quyền Triều Tiên, khi chính quyền này đang phải chịu nhiều biện pháp trừng phạt mới từ Mỹ và quốc tế. Kết luận này được đưa ra sau một báo cáo mới nhất của Cơ quan An ninh Tài chính của Hàn Quốc tiến hành điều tra. Đối với những tin tặc này, các ngân hàng hiện đang là mục tiêu tấn công hàng đầu. Các chuyên gia cho rằng việc chuyển đối tượng tấn công mạng của Triều Tiên này là một mối đe dọa bởi các ngân hàng của Hàn Quốc ở nước ngoài đã trở thành mục tiêu tấn công chính của tin tặc từ Triều Tiên. Trong thời gian trước, Triều Tiên từng là một mối nguy về mặt số hóa. Vào năm 2014, Triều Tiên bị nghi ngờ là kẻ đứng sau nhóm tin tặc có tên Lazarus đã tấn công vào phim trường tại Hollywood của Sony. Đồng thời, nhóm này cũng bị nghi ngờ đã tấn công vào trang web của chính phủ Hàn Quốc. Tiếp đó, các chuyên gia cũng phát hiện ra dấu vết của nhóm tin tặc này trong vụ tấn công vào ngân hàng trung ương Bangladesh, thiệt hại 81 tỷ đô la Mỹ. Báo cáo của các chuyên gia Hàn Quốc cũng cho thấy những bằng chứng về dấu vết của Lazarus đang cố tấn công vào hệ thống ATM của Hàn Quốc và ăn cắp thông tin thẻ của khách hàng. Thậm chí, những kẻ tin tặc này còn cố tấn công vào những trang web đánh bài, sử dụng virus để thâm nhập vào những trang này, trục tiền và biến mất. Như thường lệ, phía Triều Tiên lại phủ nhận những thông tin trên có liên quan tới Triều Tiên. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng trong thời gian tới, nguy cơ sẽ còn có nhiều vụ tấn công vào ngân hàng hơn nữa. Cảnh sát Brazil mới đây đã chính thức bắt giữ cựu giám đốc điều hành của tập đoàn dầu khí Petrobras. Cơ quan chức năng cho rằng ông Bendin đã nhận khoản tiền hối lộ hàng triệu ren từ tập đoàn xây dựng Odebrecht. Cơ quan công tố Brazil cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ 3 người bị truy nã và đang tiến hành tìm kiếm thêm 11 nghi phạm khác liên quan tới vụ điều tra dính líu nhiều quan chức chính trị cấp cao tại nền kinh tế lớn nhất khu vực châu Mỹ Latin. Ông Ademir Bediner, giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí Petrobras, là một trong những người vừa chính thức bị cảnh sát liên bang bắt giữ. Hiện đại diện pháp lý của ông này không đưa thêm bất kỳ bình luận nào liên quan đến vụ việc. Ông Bediner bị cáo buộc đã nhận 3 triệu crew tiền hối lộ của tập đoàn xây dựng thời ông còn làm CEO của ngân hàng quốc danh Banco do Brasil trong khoảng thời gian từ năm 2009 tới năm 2015. Gần đây nhất, sau khi rời tập đoàn dầu khí Petrobras, ông Benino cũng đã nhận khoản tiền 3 triệu crew khác từ Odebrecht mà không đưa ra bất kỳ lý do chính đáng nào. Ông Benino là nhân vật bị bắt giữ mới nhất liên quan đến vụ bê bối của tập đoàn Odebrecht. Tập đoàn này từng thừa nhận đã hối lộ để thắng được hợp đồng tại 12 quốc gia. Mặc dù tốc độ gia tăng ca nhiễm không đột biến như miền Bắc, nhưng Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa bàn có số ca nhiễm sốt xuất huyết đứng đầu cả nước. Trong đó, tình trạng sốt xuất huyết được đánh giá là nặng hơn so với năm 2016. Ông Nguyễn Huy Tân, quê ở Bà Rịa Vũng Tàu, ban đầu đi xét nghiệm tại địa phương thì có kết quả âm tính với bệnh sốt xuất huyết. Thế nhưng vài ngày sau, khi gia đình xét nghiệm tại bệnh viện nhiệt đới thì phát hiện bệnh sốt xuất huyết và phải nhập viện. Ở dưới đó là bị sốt. Sốt rất là cao, sốt đến 40 độ trong 2 ngày liền. Thế xuống cái y tế ở huyện ở đấy thì xét nghiệm máu là nó không tìm ra bệnh. Xét nghiệm cái sốt xuất huyết thì kết quả ghi âm tính. Thế là về nhà uống thuốc, bác sĩ cho càng uống nó càng sốt. Tôi vượt tuyến lên thẳng trên này chứ không có qua giới thiệu gì cả. Nên đây người ta xét nghiệm mà ta giữ lại ngay. Bởi vì là ta kết luận là sốt xuất huyết. Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh giải thích vào 3 ngày đầu sốt xuất huyết có những biểu hiện như bệnh thông thường nên khó phát hiện được. Thì trong 3 ngày đầu tiên thì người bệnh, trẻ em hay người lớn cũng vậy,
thì bệnh chủ yếu xuất hiện vẫn là một cái triệu chứng sốt, sốt cao đơn thuần, có thể kèm theo một số những triệu chứng phụ khác như là đau đầu, nhức mỏi hay là chán ăn, chị vân vân. Thì đây là dấu hiệu chung của nhiễm siêu vi, cho nên thật sự 3 ngày đầu tiên thì sẽ rất là khó để chẩn đoán là xuất huyết, cho nên chúng ta cần phải theo dõi. Cũng tại bệnh viện nhiệt đới, bệnh nhân Nguyễn Hoàng Anh đã phải nhập viện tại bệnh viện nhiệt đới sau khi bị nôn và đi vệ sinh ra máu. Mẹ anh Hoàng Anh cho biết trước đó anh bị sốt, gia đình chỉ mua thuốc uống để hạ sốt vì cho rằng uống thuốc vài ngày là hết. Đến khi bệnh diễn biến nặng thì gia đình mới chuyển từ Bình Phước lên thành phố để điều trị. Hay trường hợp của ông Nguyễn Văn Ân bị sốt trong nhiều ngày liền nhưng chỉ mua thuốc uống hạ sốt. Sau thời gian bệnh kéo dài, gia đình đưa ông đến bệnh viện xét nghiệm mới hay được ông bị giảm tiểu cầu. Ông cho hay kết quả xét nghiệm lượng tiểu cầu giảm gần phân nửa chỉ trong 2 ngày. Ngày thứ 3 sau khi xét nghiệm lại thì được chuyển vào phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu chuyển thẳng lên bệnh viện nhiệt đới. Đánh giá về tình hình bệnh được tiếp nhận tại bệnh viện, nhất là những ca có chuyển biến nguy hiểm, bác sĩ Dương Bích Thủy, phó trưởng khoa cấp cứu hồi sức tích cực chống độc người lớn bệnh viện nhiệt đới, đánh giá các trường hợp bệnh sốt xuất huyết nặng năm 2017 nhiều hơn so với năm 2016. So với cùng kỳ 6 tháng đầu năm của năm 2016 thì 6 tháng đầu năm 2017 thì khoa cấp cứu người lớn của chúng tôi đã tiếp nhận khoảng 150 các trường hợp mà sốt xuất huyết đen nặng điều trị tại bệnh viện. Thì nếu mà nói về nhận định tình hình thì cái số trường hợp nặng năm nay thì nó nhiều hơn so với năm ngoái. Theo chúng tôi ước đoán là chúng tôi đã tiếp nhận nhiều hơn khoảng 30% các trường hợp. Bác sĩ Thủy cho biết, nhiều ca nhập viện khi bệnh nhân trong tình trạng xuất huyết nặng và tổn thương các cơ quan như gan, thận, suy tim và các trường hợp tổn thương não. Tính đến ngày 20 tháng 7 năm 2017, bệnh viện nhiệt đới đã tiếp nhận 4.973 ca nhiễm sốt xuất huyết, tăng 460 ca so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó có 4 ca đã tử vong và 1 ca xuất huyết nặng đang được theo dõi tại khoa nhiễm đê. Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm, bệnh viện cũng tiếp nhận trường hợp xuất huyết đường tiêu hóa phải can thiệp bằng nội soi để cầm máu. Đây là một trong những biến chứng nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết nếu không được can thiệp kịp thời, dễ có nguy cơ dẫn đến tử vong. Còn riêng 4 trường hợp tử vong tại bệnh viện là do bệnh cảnh phối hợp của nhiều biến chứng cùng lúc như sốc, xuất huyết nặng và tổn thương các cơ quan. Còn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, theo thống kê của Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố, tính đến tuần thứ 29 của năm 2017, đã có 10.652 ca nhiễm sốt xuất huyết, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Trước tình trạng sốt xuất huyết đang tiếp tục gia tăng và có nhiều biến chứng nguy hiểm, bác sĩ Thủy khuyến cáo người dân khi có biểu hiện sốt, chảy máu mũi, chảy máu răng hoặc có nổi những chấm xuất huyết trên người thì đến ngay các cơ sở y tế để được khám sớm nhất. Khi có kết quả chẩn đoán mắc bệnh sốt xuất huyết dengue thì nên tuân thủ theo hướng dẫn, dặn dò của nhân viên y tế cũng như phát hiện kịp thời những dấu hiệu trở nặng để có thể nhập viện và điều trị tốt nhất. Những đối tượng đặc biệt như là phụ nữ có thai, người lớn tuổi hay người bị cao huyết áp, tiểu đường, bệnh gan, thận có biểu hiện càng cần phải nhanh chóng đến khám tại các cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời. Chuyển sang thị trường chứng khoán, sắc xanh tràn ngập hai sàn chứng khoán trong phiên giao dịch cuối tuần. Đà tăng dàn trải trên nhiều cổ phiếu đã giúp chỉ số VN-Index tăng gần 6 điểm. Thị trường nhanh chóng lấy lại sắc xanh trong phiên giao dịch buổi sáng, nhóm cổ phiếu ngân hàng hỗ trợ tích cực cho đà tăng của chỉ số. Bên cạnh đó, xu thế của các cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng góp phần vào diễn biến này. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch trên sàn lại ở mức khá thấp, cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư. Bước sang phiên chiều, chỉ số sàn HOSE tiếp tục bứt phá khi sắc xanh tràn ngập trên các cổ phiếu từ lớn đến nhỏ. Nhóm ngành ngân hàng tiếp tục là tâm điểm của thị trường cùng với các mã lớn như Petrolimex, Gas. Khép phiên, VN-Index tăng gần 6 điểm lên mốc 777,09 điểm, thanh khoản đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tương đương chưa đến 200 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Sắc xanh cũng duy trì trong suốt phiên giao dịch tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX Index đã trở lại mốc 100 điểm với sự hỗ trợ của các cổ phiếu chủ chốt. Số lượng mã tăng chiếm áp đảo trên toàn sàn cùng hoạt động giao dịch tích cực. Chốt phiên HNX Index tăng 0,93%, đạt 100,55 điểm, khối lượng giao dịch gần 79 triệu đơn vị, ứng với hơn 660 tỷ đồng. Chứng khoán châu Á phiên cuối tuần chịu áp lực giảm điểm từ đồng bạc xanh giảm giá và mùa báo cáo doanh thu của các tập đoàn lớn. Kết phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số chứng khoán Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc giảm điểm mạnh trên dưới 1%. Thị trường Trung Quốc tăng giảm đan xen. Tại Úc, nhóm tài chính giảm 1,6%, nhóm y tế giảm 1,8%. Đây là hai nhóm kéo chỉ số S&P 500 đi xuống. Tại Trung Quốc, đa số các chỉ số giảm điểm, áp lực chủ yếu đến từ những thông tin bên kia bờ Thái Bình Dương. Đồng bạc xanh của Mỹ sau khi tăng giá vào phiên đêm qua thì đã giữ ổn định trong giờ giao dịch ở châu Á. Số liệu về đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền ở Mỹ tăng tốt hơn dự báo 5 tháng liên tiếp, báo hiệu Fed có thể nâng lãi suất trong kỳ họp kế tiếp để đồng bạc xanh đi lên. Tuy nhiên, hiện tại tỷ giá đô la Mỹ so với rổ 6 tiền tệ vẫn còn ở mức thấp nhất trong 13 tháng, gây áp lực tăng giá đối với đồng tiền của các nước mới nổi.
Các chuyên gia cho rằng áp lực giảm của đô la Mỹ vẫn còn khi nhà đầu tư chờ đợi số liệu báo cáo việc làm phi nông nghiệp sắp sửa được công bố. Mùa báo cáo doanh thu cũng là một nguyên nhân kéo giảm đa số thị trường chứng khoán châu Á. Cổ phiếu Nissan giảm hơn 4% sau khi công bố lợi nhuận hoạt động giảm trong quý 2 so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Hàn Quốc, cổ phiếu Samsung cũng giảm gần 4% sau khi công bố kết quả kinh doanh scandal liên quan đến dàn lãnh đạo làm lu mờ số liệu doanh thu và lợi nhuận kỷ lục của hãng này. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ phiên đêm qua diễn ra rất sôi động. Tuy nhiên, kết phiên thì ba chỉ số chính tăng giảm đan xen. Nhóm công nghệ có một phiên chốt lời sau báo cáo kinh doanh quý 2. Sau hai phiên tăng trần liên tiếp, thì phố Wall đã có dấu hiệu chốt lời. Kết thúc phiên ngày 27 tháng 7, hai chỉ số là Nasdaq và Standard & Poor's 500 đều rơi khỏi mốc đỉnh thiết lập trong phiên trước đó, giảm lần lượt 0,63 và 0,1%, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones lại bật tăng gần 0,4%. Dẫn đầu đà giảm điểm là nhóm cổ phiếu công nghệ với mức giảm 0,8%. Trước đó, vào đầu phiên, nhóm này đã bật tăng nhờ cổ phiếu của Facebook. Mạng xã hội vừa công bố báo cáo quý 2 đạt EPS là 1,32 đô la Mỹ cho một cổ phiếu, doanh thu là 9,32 tỷ đô la Mỹ. Nhìn chung theo các nhà đầu tư, mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 này đều đã được đánh giá tích cực, nhất là với các công ty công nghệ khi cổ phiếu ngành này đã có mức tăng trưởng hơn 20% trong năm 2017. Về thông tin nền kinh tế, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần qua tăng nhẹ lên mức 244.000 đơn, cao hơn so với mức dự báo là 240.000 đơn. Và đến đây xin mời quý vị tạm nghỉ trong ít phút. Ở phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin chính như sau. Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất giảm diện tích tối thiểu được tách thửa tại các quận huyện ngoại thành